Chào cả nhà đã đến với kênh Gia Đình Vlog. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Ngày mai gia đình mình có khai trương xe bán bánh mì, gồm có bánh tráng nướng chiếu cúc, bánh mì nướng muối ớt, bò cá viên chiên. Mong cả nhà đến ủng hộ nha. Ngày khai trương là ngày 13 tháng 9 và ngày 29 tháng 7 âm lịch đó cả nhà. Địa chỉ là tại quán cà phê Lê Hạnh, gần trường Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy. Mời cả nhà đến ủng hộ nha. Ăn bánh mì cá viên chiên, ủng hộ cà phê cho em mình luôn nha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, tạm biệt.